Hello tất cả các bạn, lại là mình đây ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một loài cây rất là đẹp, một loại cây trời ơi xinh hay là xinh, trắng trắng xanh xanh pha lẫn vô nhau loang đó. Các bạn biết cây này là cây gì không ạ? Nhìn nó rất là xinh đúng không? Này rất là có thẩm mỹ, nhìn vào là thấy nó rất là hợp, có mắt nhìn, có thời trang. Cây này là cây ngọc ngân nha các bạn ơi. Này là cây ngọc ngân. Cây ngọc ngân ở bên mình hiện tại thì đang có hai loại. Thì đây là cây ngọc ngân loang xanh trắng. Cái viền của nó sẽ là màu xanh xanh lá, ở trong sẽ là màu trắng xanh xanh kiểu loang lổ như thế này. Đây. Còn đây, đây cũng là cây ngọc ngân. Đây là gọi là cây ngọc ngân trắng, nhìn nó trong trẻo xanh xanh pha chút với trắng pha chút với xanh, cái viền nó là viền màu xanh, viền lá của nó là màu xanh. Thì để biết thêm chi tiết về cái cây này thì mọi người hãy theo dõi cái video này của mình để mình có thể chia sẻ với các bạn nhé. Thì cây ngọc ngân này thì rất là một loại cây rất phổ biến ở Việt Nam rồi. Thì được trồng ở hầu hết các văn phòng làm việc này, công ty này, quán cà phê này, để ở nhà trang trí đây đó. Thì cây có vẻ như rất là thanh tao mảnh khảnh đúng không ạ? Đấy, xanh mướt như thế này thì giúp cho không gian của mình thêm sinh động hơn, đẹp mắt hơn. Và để tìm hiểu chi tiết về cây ngọc ngân thì về cùng với cả cái đặc tính này, ý nghĩa hay là ý nghĩa phong thủy hay là cách chăm sóc của nó thì mời các bạn có thể cùng mình tìm hiểu nhé. Thì cây ngọc ngân này thì còn được gọi là cây Valentine, cây có tên khoa học và tiếng Anh đó. Còn thuộc họ họ đấy này, loài thân này, cây ngọc ngân này có gốc từ châu Mỹ nhiệt đới và phổ biến ở Trung Mỹ và Brazil. Ở châu Á thì cây được trồng khá là nhiều ở Việt Nam và Trung Quốc đó. Thì cây ngọc ngân này có chiều cao khoảng 20 đến 50 cm, 20 đến 60 cm và là có hình bầu dục và cuốn lá có dài bọc quanh này, màu sắc của nó thể hiện từ cái màu xanh và màu trắng, với màu trắng giữa và viền màu xanh. Thì có một một gốc cây ngọc ngân sẽ thường thường khoảng là 5 đến 6 nhánh. Một số đặc điểm khác của cây ngọc ngân như là rễ chùm nè, hoa nó màu trắng màu xanh, tỷ lệ của cây nó rất là đẹp, trắng pha với xanh đó. Thì cây ngọc ngân này thì là một loài cây phổ biến ở nước ta và không chỉ để làm cảnh, nó còn mang ý nghĩa về về tài lộc này, không chỉ là cái tên ngọc tên gọi thôi mà nó còn để nó còn mang cái nét đó cao sang này, cụ thể là cái chữ ngân, nó đã nói đến là cái ngân lượng, ngân hàng là nói đến tiền rồi đúng không ạ? Đó, tiền bạc này mang chỉ ý nghĩa cho tài lộc cho gia chủ này. Ôi rồi. Còn với chữ ngọc thì ngày xưa quan niệm ai mang chữ ngọc bên mình ấy, thì có thể hội tụ những sinh khí vật khí ngọc giữ người đó. Cùng với đó thì ngọc còn là một báu vật có giá trị và không phải là ai cũng có điều kiện để sở hữu. Ngọc có nghĩa là kiểu ngọc bích này, thường có màu xanh hoặc là kiểu tương tự như màu cây màu của cây này. Vì thế mà ngọc ngân đại diện cho sự giàu sang và phú quý nhé. Cây cái tên rất là ý nghĩa và đẹp đúng không ạ? Đó. Thì ngoài ra thì vì vì cái cây này có màu sắc đen đan xen lẫn nhau như thế này, loang như thế này thì nó hòa quyện lẫn nhau, nên là người ta thường ví von như là một sự gắn kết gắn bó của trong tình yêu này, đôi lứa. Và có thể vì lý do này mà cây được gọi với một cái tên khác và rất tình yêu, là rất đôi lứa, đó là Valentine. Valentine là ngày lễ tình nhân đúng không ạ? Đấy. Thì cây ngọc ngân này có vẻ ngoài rất là bóng bẩy, xanh mướt, tính thẩm mỹ cao nên là
thường được trồng để trang trí ở nhà cửa này, trong phòng ốc này, giúp cho cái không gian xanh mát hơn, thoải mái hơn này. Ngoài ra thì giúp cho mình có thể thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bặm, giúp cho không khí trong lành này. Chính vì thế mà ý nghĩa trong đời sống thì cây ngọc ngân này thường dùng để làm quà tặng này, cho các dịp lễ khai trương sinh nhật, hay là cái ý nghĩa với những lời chúc may mắn và thành công đối với đối phương mà mình tặng đó. Về ý nghĩa phong thủy thì thứ nhất là sẽ đem lại tài lộc thịnh vượng cho gia chủ nhé. Và với cái đặc tính dễ trồng và chế chăm sóc này, kèm cái dáng cây của nó rất là thanh tao mảnh khảnh như thế này, thì nó tác toát lên cái vẻ sang trọng. Cây ngọc ngân này ngày càng phổ biến hơn và được trồng nhiều ở văn phòng công ty, tại gia đình. Như đã nói ở trên thì cây còn được cho là thu hút tiền tài và giúp cho người trồng càng thịnh vượng hơn, giàu có hơn. Thứ hai là giúp xua đuổi cái tà khí của mình, cảm giác tạo cái cảm giác an tâm hơn đó, ăn yên hơn. Thì cái theo phong thủy cây ngọc ngân này có khả năng xua đuổi tà khí nhá, với những điều không may mắn ra khỏi chủ nhân của mình. Và nhìn ngắm cây thường xuyên sẽ giúp cho bạn cảm giác an yên hơn này, không sao nhãng này. Và bởi những tác động tác á, với tác động bên ngoài thì có thể tập trung hơn vào công việc của mình hơn, giúp cho công việc của mình hoàn thành một cách suôn sẻ, thuận lợi, hiệu quả. Thì cây ngọc ngân này hợp với tuổi mệnh mệnh nào thì với cây ngọc ngân có màu trắng và màu xanh như thế này thì hợp với mệnh kim, mệnh thủy đó. Người mệnh mộc thì nên trồng cái cây trậu ống màu đen như thế này, xanh nước biển, ngụ ý là thủy sinh mộc, nên sẽ giúp cho cái hóa giải cái xung khắc giữa kim và mộc. Kim là cây ngọc ngân đó, nó còn mệnh hỏa thì nên trồng trong cái chậu nâu nâu đất sét đó, màu xanh á, thì ngụ ý thổ sinh kim thì sẽ hóa giải xung khắc giữa kim và hỏa. Một số lưu ý khi trồng cây ngọc ngân này thì lưu ý thì bạn cần ghi nhớ cẩn thận, đó chính là cây ngọc ngân này có chứa độc trong thân này, khi tiếp xúc với vật lý và cây với cây một cách bình thường sẽ không gây ảnh hưởng gì cho người. Nhưng mà tuy nhiên thì trong cái giai đoạn mà cắt tỉa lá của nó ấy, chăm sóc ấy, bạn có thể bị nhựa mủ của cây dính vào tay xâm nhập vào cơ thể, thì cái này thì nó cũng không có gì đáng ngại cả. Độc của cây ngọc ngân này thì nó không quá nguy hiểm nhé, tuy nhiên thì nó có thể gây ra các triệu chứng khó chịu cho bạn như kiểu nóng, rát miệng đó, lưỡi này, cổ họng. Để phòng tránh các bệnh nhiễm các cái hợp nhiễm độc thì của cây thì bạn nên đeo găng tay khi mà mình tỉa tỉa cây đó. Khi sử dụng và sử dụng các dụng cụ làm vườn kỹ càng hơn để chăm sóc cây, đồng thời thì không nên đặt cây ở các vị trí tầm với của trẻ em thú cưng đấy, tránh cái việc mà trẻ hiếu động thì ngắt lá cho vào miệng rất là nguy hiểm. Cái chăm sóc thì cây ngọc ngân này rất là dễ chăm sóc, mình chỉ cần mình không cần phải có nhiều kinh nghiệm đâu, mình không cần phải có nhiều kinh nghiệm làm vườn mới có thể chăm sóc được. Thì cùng với đó thì cây kim ngọc ngân này rất là dễ chăm sóc, mình chỉ cần trồng vô cây này mình tưới 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 hàng ngày thôi. Nhưng mà cũng không phải là tưới nhiều đâu, mà mình chỉ sửa sỉ qua tưới ít nước thôi. Thì cái trên trên đây thì cũng là một số thông tin mà về cây ngọc ngân. Thì cây ngọc ngân này để bàn làm việc và không gian của nhà bạn sẽ xanh tốt hơn. Thì các bạn đã có cây này ở trong nhà của mình chưa ạ? Thì hãy tậu một cây như thế này, cây để có thể vừa chăm sóc và có thể xem nó có thực sự mang đến những điều tích cực không, và theo theo dõi cây đời để có thể đón xem đọc thêm có thể xem được những thông tin bổ ích mà mình có thể mình chia sẻ với các bạn. Xin chào.